Em vẫn hát cùng ta, tiếp nối giọng ca. Chúc mừng anh Duy Khánh. Ca sĩ danh dự đã được ban tổ chức và nhạc sĩ Trầm Tử Thiên mời để hát đầu tiên cho tác phẩm Từ Tiếng Hát Tiếp Nối, đã được trình diễn lần đầu tiên tại vũ trường Phalerix trong đêm phát giải cuộc tuyển lựa ca sĩ tài năng mới năm 93. Cảm ơn. Và anh Việt Thảo cũng chào mừng các em, các ca sĩ tài năng mới của năm 1993. Xin chào anh Việt Thảo. Anh Việt Thảo à, từ trước đến nay có nhiều người gọi tại em là thí sinh, mà cũng có nhiều người gọi tại em là tài năng mới, mà bây giờ anh Việt Thảo gọi tại em là ca sĩ tài năng mới. Vậy tên gọi nào đúng anh Việt Thảo? Cả ba đều đúng Quỳnh Lan. Mà anh Việt Thảo ơi, tại sao lại cả ba đều đúng anh Việt Thảo? Cả ba đều đúng là vì trong vòng sơ kết khi các em đi thi, lúc đó các em là thí sinh. Được vào bán kết, lúc đó các em trở thành các tài năng mới. Và khi được vào vòng chung kết, lúc đó không riêng gì Hoài Nam, mà ngay cả Hiếu Trung, Mimi Lê, Quang Tuấn, rồi Quỳnh Lan, Anh Dũng và Kỳ Anh, tất cả các em đều trở thành ca sĩ tài năng mới của năm 1993. Vậy thì từ trước tới nay, có một tài năng mới nào trở thành ca sĩ từ ban nhạc Shotgun như tụi em không anh? Khoảng 20 năm về trước, cũng với ban nhạc Shotgun Ngọc Chánh, anh Việt Thảo nhớ không lầm, trong một chương trình có tên là Hoa Thơm Cỏ Lạ, cũng có một ca sĩ tài năng mới được khám phá ra, giống như là Mimi Lê và giống như là các em ở đây vậy. À, anh Việt Thảo ơi, vậy tối nay người ca sĩ đó có mặt ở đây không anh? À, tối hôm nay có Kỳ Anh. Anh là có ca sĩ ấy, nhưng mà tối nay ca sĩ ấy có biểu diễn ở đây không anh? Có biểu diễn nữa. Vậy thì anh Việt Thảo có thể bật mí một chút xíu nào đó cho khán thính giả biết được không anh? Được. Khoan đợi em luôn. Vậy thì anh làm ơn sẵn dịp cho khán thính giả cũng như là tụi em biết cái tựa đề bài hát luôn, để em lát nữa em hỏi. Được. Việt Thảo muốn được giới thiệu đến một ca sĩ và được coi như là một tài năng mới của 20 năm về trước, trình bày một nhạc phẩm được sáng tác của 20 năm về sau của nhạc sĩ Trần Quang Lộc, nói về cuộc tình của hai kẻ yêu nhau thời tóc xanh, rồi dang dở đến lúc tóc úa màu, mỗi người mỗi ngã. Để rồi 20 năm về sau tình cờ gặp lại, nhưng tình vẫn sâu. Thank you.
nhau bạc áo chung xa xăm, ngoảnh nhìn nhau lúc em qua cầu. Chờ nhau bạc áo chờ nhau bạc áo.